Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày nay thì mình sẽ tập hai con betta mái như bạn. Hai con này thì nó đã khô lông rồi, mắt nó đã đổi sang màu hơi cái vàng vàng như bạn nhé. Thì trong hai con này thì mình sẽ để cái con này cho cậu em cậu ở Sài Gòn này. Để dặn mình thì mình để lại con này thì nó hấu mồi hơn nhé, qua tay tốt hơn, hấu mồi hơn và nó dài đòn hơn. Đấy, còn cái con kia của mình thì nó không được hấu mồi lắm, mà không biết do nó mập hay là cái thể trạng của nó không hấu mồi các bạn. Thì mình chỉ tập xem như nào. Đang ép cân nó. Ngày nay thì cho ăn một bữa. Có thể là con chim nó hơi mập cho nên là nó không được hấu mồi như con kia. Cái bình thường bét này thường nó sẽ rất là hấu mồi. Để lại một con chơi các bạn. Bỏ đây. Ấn thì mình mới nhập được một vài con ấn nông ống như các bạn, với lại một con full lông này, ấn trống nhá. Hãy mua ấn trống cho là dễ bán, giá nó rẻ rẻ thì anh em dễ mua. Nhưng mấy con ấn mái giờ toàn có triệu mấy, 2 triệu không à, thấy con này không, mới có ép cân có mấy cái sáng không cho ăn thì đấy. Mình sẽ cho gọi qua tay vài phát, sau đó là cho nó giết con cò nhé. Con cò thì bữa trước nó ăn được cái đầu các bạn, giờ sẽ cho nó ăn tiếp cái phần mình để cho nó nhổ lông con cò cho nó quen ấy. Khi mà ép cân tới bắt đầu mới vào mùi cò nhé. Nếu mà ép cân chưa tới là nó không dám chụp cò đâu. Yeah. Nhà mái nhà các bạn. Gọi cái con này chứ, con này hôm qua gọi con tay thì khó, nó không đói nó nên là nó không qua. Nhìn thấy miếng thịt rơi. Cái này có vẻ nó có sung tí. Còn thấy mồi nó còn cháo hay sao? Gọi mãi nó mới qua tay. Con này nó xuống nhanh quá. À, tưởng nó vào con kia bị con kia nó chộp mất. Còn ăn trống này rất là hăng nhá. Bay về đến chỗ đó thì con ấn trống nó chập vả cho. Đấy. Ui, con nó vừa bay đến nhá, con ấn trống nó chộp luôn miếng mồi của nó luôn. Mình khiếp con ấn trống đó nó chộp con này đi các bạn, bởi vì con ấn trống đó nó mấy con nó là chim già tổ nhá. Cho nên nó nhìn thấy mồi sống nó sung lắm. Mình cầm mấy con chim cút mà nó có kia mầm. Ui, nó bay vào cầu của con ấn đó giật cả mình. Chắc phải gọi từ từ đấy. Đấy. Nhún đấy. Bay tốt rồi, có điều là mình không có thời gian mình tập. Cho nên là nó không biết về găng nó như thế nào. Dạ, đây đấy. Mày quá, con ấn trống của này không chụp con bét. Con kia nó đang có cái dây.
lên ạ. Đó. Nay sung hơn hẳn so với hôm qua. Này bay ra đó. Bực mình ghê. Mấy cái dòng nhỏ này thì nó cũng hay đá găng các bạn. Phải ép sâu một tí nữa thì nó đói. Nó về găng thì nó sẽ ăn luôn nhá. Chứ nếu mà chúng ta để cái mồi to quá là sẽ đá. Có điều là khi mà ra bãi thì nó sẽ không có đá như kiểu đó được. Nhà có mấy con nâng ngắn rất là nguy hiểm. Tập bét rất là no các bạn. Bởi vì con bét nó nhỏ, một chụp của con nâng ngắn là sẽ làm cho con bét nó bị thương liền. Cho nên là mình đâu có dám vào mồi cho ưng ngắn đâu. Mặc dù thì có nhiều nhưng mà vào mồi cho bét trước, ưng ngắn không dám vào mồi. Nên chúng ta đối với mấy con bét thì khi chúng ta giơ mồi cho nó thấy, sau đó là lúc nó về gần tới găng á, kéo cái mồi thụt xuống găng á, để không cho nó đá. Đấy, mấy con bét mình nuôi thì nó không có bị siết găng nha. Ghét nhất là mấy con bét mà nó siết găng rất là bực. Nên hai con bét này của mình thì mắc thì trên 200g nhé. Nên làm mấy cái miếng mồi nó nhỏ nhỏ thôi, nó nên găng là nó sẽ ăn nuốt luôn nhé. Con bét này thì ép cân một tuần vào mồi sống rồi đi săn thôi. Thực ra mình bán thì mình khá là tiếc đi, nhưng mà chia cho thằng em ở Sài Gòn con thôi. Hẹn mai chuyển khoản này mà không biết chuyển hay không thì không biết. Giờ mình sẽ không cò lên cho nó vồ xem nhá. Con này thì mình sẽ cho nó vồ mồi cò đấy các bạn nhé. Cho nó ăn tiếp cái con cò này, hôm nào nó ăn được cái đầu rồi. Để cho nó ăn cái mùi mùi thịt cò với lại nó nhổ lông cho nó quen nhé. Đấy. Sau này nó bị ép cân rồi nó sẽ đói, nó sẽ nhớ đến cái mùi vị con cò để nó xăm nhé. Đấy. Rồi ok, mình sẽ cọc nó ở đây rồi mình sẽ tập con kia nhé. Rồi gọi con kia xuống đây. Con kia lên cây chưa gọi xuống đợt nào đây. Không biết bây giờ gọi nó xuống không. Những cái con đang ăn con cò kia thì trên cây xuống suốt rồi, quen rồi. Đấy. Đấy, xuống đấy. Háu ấy. Nay háu sung hơn hôm qua. Qua đứng trên cây như kiểu là nhà nó vậy, cứ đứng nó ngó. Đấy.
cái vít đường xuống này. Mắt vàng nó rồi mà kêu vít đường xuống à? Chạy chưa thả nó bao giờ ấy các bạn. Mẹ chuyên canh cũng vậy. Đây. Rồi. Không dám thẳng xuống các bạn. Nó không dám một phát ở trên cành cao xuống mà truyền. Truyền cành. Đấy, con này chắc mai phải cất mấy con ưng ấn kia đi, sau đó là thả. Đấy, có cái con ưng ấn sung sung kia kìa, không dám để đó. Để đó thực sự là cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy là mình đã cho con đàn đó nó ăn no rồi ấy, phải dám thả mấy con này ra đấy. Mà con đó mà để nó đói như vừa nãy là con Red bị chụp rồi. Đây. Tìa gì rồi? Vắt mồi xuống đất để cho nó chụp nhé. Nó quen, phản xạ nhé. Cái đấy là một cái bài để cho con chim nó khỏi chít găng. Mặc dù cái con chim của mình nó không có chít găng nhé. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải tập phản xạ cho nó thôi. Đấy, vài hôm nữa phải bắn cút các thứ các kiểu để cho nó phản xạ ra. Sau la bãi chỉ việc dí mồi thôi nhé. Đấy. Mệt. Cầm miếng thịt cho nó sâu vào một tí. Tìm. Năm ngoái chơi con bét mái có 175 gram. Sau trọng lượng khai vuốt là 155 gram các bạn. Sau đó là mình đẩy cân lên 165. Đã giảm có 10-15 gram so với lúc nó mập thôi. Đấy, con chim săn khá là tốt. Để sau gả cho thằng cậu người cháu nó ở Thanh Hóa. Mà nó đi một tiếng thì được gần 20 con cò. À, kiếm được mồi gì đó rồi. Nên đối với mấy con bét xa này thì cũng không cần tập qua tay mà các bạn. Cậu em cũng ở Phú Yên, năm ngoái có con chả cần tập qua tay. Cứ vào mồi sống thì đưa ra bãi ném thôi. Vẫn săn nằm mỏng. Dòng bét nó nhanh vậy. Nó... Tại con đấy nó một phần không phải là không tập, mà tập nó không qua tay, nó lì á. Cho nên là cứ mang đi săn thôi, lúc nào mà chim lên cây thì tung mồi lên là nó xuống à. Không nhát nhưng mà nhất định nó không qua. Chim không phải là chim nhát. Chim nhát thì nó đã không đi săn rồi. Rồi ok, ngày hôm nay thì mình tập cho các bạn coi hai con bét xa của mình nhé. Một con này cậu em kia cậu đọc đấy. Còn một con này thì mình để chơi tập săn nhá, tập săn để lấy mồi về cho bọn ưng ấn nhá. Đấy. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.